Thưa quý vị khán giả, tháng 11 năm 1960, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của nhà đại văn hào Nga Lev Tolstoy, ban biên tập báo Văn học Liên Xô có gửi thư đề nghị Bác Hồ của chúng ta kể lại một vài kỷ niệm của người liên quan đến con người và sự nghiệp của Lev Tolstoy. Bài viết của Bác Hồ đã đăng trên số báo ra ngày 19 tháng 11 năm đó. Đây là một bài viết ngắn, rất lý thú. Thông qua đó, chúng ta có thể biết vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta bắt đầu viết truyện như thế nào. Bây giờ là vào khoảng sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, quãng sau năm 1918. Bác Hồ còn đang làm thợ dựa ảnh ở Paris. Theo chương trình người đặt ra thì tối tối, sau khi ở xưởng về, bao giờ người cũng đọc thêm một số trang tiểu thuyết Pháp để trau dồi trình độ ngoại ngữ và để giải trí. Một lần qua người bạn, người có được một tập truyện mỏng của Lev Tolstoy, đó là câu chuyện thông qua đề tài tình yêu. Tác giả chỉ trích đạo đức phong kiến. Với cách viết rõ ràng, dễ hiểu, Tolstoy đã khuấy động tâm trí của chàng thanh niên đang chất chứa trong mình bao hoài bão. Ngay lập tức, vị lãnh tụ tương lai của dân tộc ta đã vùng dậy khỏi giường, mặc dù bây giờ trời rất rét. Người nói to, viết một cuốn truyện ngắn chẳng có gì là khó, mình cũng có thể viết được. Từ đó sáng dậy trước khi đi làm, người để dành chừng 1 giờ để viết. Sau một tuần vất vả, tác phẩm được hoàn thành. Người mang đến tòa soạn báo nhân đạo và nói với các thành viên ban biên tập: "Tôi rất sung sướng nếu bài viết của tôi được đăng. Tùy các đồng chí đăng hay không đăng, nhưng dù thế nào thì cũng xin các đồng chí sửa lỗi tiếng Pháp cho." Mấy ngày sau, mở xem báo buổi sáng, người vô cùng xúc động khi thấy tác phẩm của mình được đăng. Hơn thế nữa, báo trả nhuận bút cho tác phẩm đó 50 franc, là số tiền người có thể dùng vào việc đi thư viện và viết báo vạch trần tội ác của chính phủ Pháp ở Việt Nam và những thuộc địa khác. Đọc văn thơ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, chúng ta luôn luôn đặt cho mình các câu hỏi về những bí ẩn chưa biết hết được. Bởi cách ra đời của nó, bởi hành trình không bình thường của nó, bởi văn thơ dẫu chỉ là sự thể hiện một phần nhỏ con người, nhưng nó vẫn là cả một thế giới với những gì đã được biết và những gì còn chưa biết về Bác. 30 năm xa đất nước, Bác vừa phải lo làm, lo học, lo đọc, lo trốn tránh, chứ đâu có lo ghi sự nghiệp cho mình. Tránh nói về mình và không quá quan tâm đến những văn thơ mình viết. Người sống tận cùng cho dân và nước, con người ấy, Hồ Chí Minh, cho đến di chúc vẫn chỉ muốn dành muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng. Còn đảng và dân đã được hưởng tất cả những gì người để lại. Ở tầm cao và bao trùm là cả một sự nghiệp lớn, độc lập cho đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Và ở tầm gần, thân thuộc là những gì Bác viết. Trong đó có văn thơ, có nhật ký trong tù. Nó là cả một kho tàng quý giá cho sự khám phá không cùng về Bác và về những giá trị của truyền thống và hiện đại của dân tộc và nhân loại được kết tinh ở Bác. Vâng, câu chuyện Bác Hồ bắt đầu viết truyện như thế nào cũng đã kết thúc một cuộc báo mỗi ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong mục này lần sau.